Sau khi đặt chân tới Lào, đội tuyển Việt Nam đã được đón tiếp chu đáo tại khách sạn Mường Thanh, Viêng Chăn. Tuy nhiên, điều gây băn khoăn nhất chính là mặt sân tập quá cứng. Tình hình hôm nay sang Lào toàn đội khá mệt mỏi, nhưng về cơ bản thì chúng tôi đều đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Điều kiện ăn ở của mình khá tốt, các món ăn ở Lào giống với ở Việt Nam. Phòng ốc thuộc loại tốt so với những nước mà Trọng từng đi, hai người ở một phòng. Trung vệ Trần Đình Trọng chia sẻ. Nhận xét về điều kiện sân bãi, Đình Trọng đã lên tiếng phàn nàn về chất lượng sân tập Anuvong, nơi chủ nhà Lào bố trí cho đội tuyển Việt Nam. Đây thực sự là khó khăn cho đội tuyển, mặt sân rất cứng, cảm giác như đi trên bê tông vậy. Sân Chao Anuvong nằm ở trung tâm Viêng Chăn, về khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân. Đây là lựa chọn khả dĩ nhất cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi đội mới sang, vì ngoài sân Chao Anuvong và sân vận động quốc gia Lào nằm ở xa ngoài ngoại ô, Viêng Chăn không có nhiều sân bóng đủ tiêu chuẩn. Theo quy định, đội tuyển Việt Nam chỉ được tập làm quen ở sân vận động quốc gia Lào trước ngày thi đấu một ngày. Trong khi đó, chủ nhà Lào thường xuyên tập trên sân chính vào các buổi tối. Tuy nhiên, ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng liên lạc với nước chủ nhà để nhờ tìm kiếm một địa điểm sân bãi tốt hơn trong quá trình đội tuyển tập luyện. Ngày 8/21 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp chủ nhà Lào. Nhiều khả năng Đình Trọng sẽ đá chính và anh sẽ phải đối đầu với tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển xứ Triệu Voi là Saukapol Pochikham. Tuy nhiên, Đình Trọng thừa nhận không biết rõ về cầu thủ được mệnh danh là Messi xứ Lào này. Trọng có nghe qua về Messi Lào rồi, nhưng chưa nghiên cứu kỹ về cầu thủ này. Có lẽ trong thời gian tới, Trọng sẽ được báo nước phân tích kỹ hơn. Lúc này, toàn đội đang chuẩn bị nhiều phương án cho trận tới với mục tiêu cố gắng kiếm trọn vẹn 3 điểm. Đây là trận đấu khó khăn vì phải thi đấu trên sân khách. Đây là lần đầu tiên Đình Trọng góp mặt ở AFF Cup. Dù là quân bài quan trọng của Vương Quốc Bắc ở vòng chung kết giải U23 châu Á và ASEAN 2018,